Khu này là khu thương xá Tam Đa. Thương xá Tam Đa ở đây. Sau cái vụ cháy bắt đầu là nơi đây thành một bãi đất trống. Cây ở bên trong mấy bà con có thấy không? Nó mọc cao ơi là cao luôn á. Là bà con bác biết là ở bên trong người ta rào lại là cũng lâu lắm rồi đó, ít nhất cũng phải trên 10 năm. Đó bà con bác nhìn kìa, cái cây nó cao ghê không? Nó mọc ở bên trong á, mấy cái cây đó không ai trồng đâu nha bà con, mọc tự phát á. Mà nó mọc cao lên cái cỡ đó là bà con bác biết rồi đó. Không ai trồng cái cây bên trong để làm gì á. Mà tự động nó mọc á, mà nó lên cao vậy đó. Rồi mấy cái cây này bắt đầu chuẩn bị lên nữa nè bà con. 4-5 năm nữa là ở đây tự nhiên có bóng mát nè. Người ta trồng cây me. Cây me này nó bự lắm nha bà con. Bà con bắt giờ nhìn thấy mấy cây này nó nhỏ nhỏ rồi đó. Sau này nó bự lắm à. Mấy cây này thân, cái đường thân nó to cao lắm. Còn đây là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành này hồi đó ba mẹ còn đi thấy tai nạn nhiều lắm. Mà mấy người mà ẵm con rồi đi ra xin tiền này nọ. Giờ để mình coi coi còn không. Nơi nào mà khách du lịch đổ về nhiều mà. Ở cái đi theo chèo kéo khách kìa bà con. Hai người già kìa. Chết không, chết không. Đó bà con có thấy không. Đó một bé kìa. Nó cầm theo cái đầm cái đi nón kìa. Hai vợ chồng già đó. Rồi nó đeo theo bà con. Nó đeo theo đưa cái nón nó xin tiền bà con. Rồi là ngon quá thấy không? Hình ảnh này là xấu lắm nha bà con. Khách đi du lịch hai bà vợ chồng già đó đi mà nó cứ đi theo gặm nó đi làm kè kè bà con. Nó đi vậy ta khó chịu lắm. Đó kìa, trời ơi, ẵm đứa nhỏ đó kìa. Đó, bà con quá thấy không. Chợ Bến Thành này á, du lịch tới nhiều là bắt đầu là nó xảy ra nhiều cái hình ảnh không đẹp. Cũng chỉ có vài ba người thôi, ba mẹ gồm mới thấy có hai người thôi. Còn cái khu này nè, người dân người ta xếp hàng, người ta đổi tiền đô đó bà con. Cũng xuất hiện một nhóm người ở đây bắt đầu cái cầm nón xin nữa nè. Nhưng mà để coi giờ có thấy không. Đó, bán kìa bà con, quá khéo. Đó, bán. Không thấy xin tiền. Chưa bình thường bữa trước ba mày còn thấy có xin tiền nữa. Vậy là chỉ là một cái bộ phận nhỏ thôi bà con. Chứ không phải là, cũng hơn là không phải là một cái làn sóng giống như ngồi xếp hàng mà xin chờ cơm hay đó mới khủng khiếp. Còn đây là ba mẹ cậu thấy có một hai người à. Nhưng mà thực ra cũng không nên để luôn. Mất làm xấu hình ảnh, nó gọi là gì ta, một con sâu làm rầu nồi canh đó. Cho nên mình không nên để. Rồi giờ quẹo trái. Đường này đường Lê Thánh Tôn. Đây là ngã 6 Phù Đổng Thiên Dương. Đây ở đó còn gọi là ngã 6 Sài Gòn. Con đường này Nguyễn Thị Nghĩa nè, hồi xưa là Phan Văn Hùng.
Alo. Đúng rồi à. Vâng. Ủa anh Thủy lâu rồi mà. À. Anh trả modem luôn rồi em ơi. Ở cửa hàng Viettel gì đó, ngay chỗ Nguyễn Hữu Chí á. Ờ. Rồi ok. Đây là đường Nguyễn Thái Học, hồi xưa đây là có cái khách sạn Nam Đô nè bà con, giờ làm ký túc xá nè. Đó. Đó đây là cái bến xe nè bà con, bến xe Tây Ninh. Con đường này là đường Nguyễn Thái Học. Khu này hồi xưa hai bên đường người ta bán buôn nhiều lắm rồi con. Nhất là vào dịp Tết á, người ta bán dưa hấu nhiều lắm. Khu này là khu tuổi thơ của ba mẹ con nè. Đi cày đi cút cũng qua khu này nè. Đó là dọc dọc ở đây nè, buổi tối người ta bày hết ra tới ngoài lề đường này nè. Ba mẹ con thường hay ăn vịt lộn ngay trước cái cửa trường Minh Đức ở đây nè, các bà bán vịt lộn ở đây nè. Rồi bên kia là ba mẹ cầu thường hang đu đủ trái cây, ở đó bên đó là nguyên cái dọc bên vách tường bên đó là giữa trái cây á bà con ha. Rồi bắt đầu dân xích lô là chạy tới đó ăn, mà ăn không phải là trái cây nguyên đâu nha bà con, nguyên là để bán cho mấy dân có tiền á. Gần cái dòng dân xích lô như ba mẹ cầu là sắp tới cái là kiếm mấy cái trái cây dạt á, nó bị dập đó bà con đó. Thế là chủ ta quạt rồi cắt đôi ra cho quân cho thêm cái muỗng nữa, ngồi trên xích lô ăn. Đây là chợ con muối nè. Chợ con muối này như thành lập năm 47, đầu thập niên 70 nó bị cháy lớn lắm bà con, phải đưa máy bay trực thăng á múc nước dưới sông này lên mà cứu chữa cháy á bà con, rồi sau đó xây lại cái chợ mới. Ở đây có cái cầu ông Lãnh đây nè. Hồi đó tới đây là bà con biết biết ngay đây là chợ rau củ quả nè. Hồi xưa mấy xe hàng, mấy xe cam nhông là chở rau tới đây nè. Con đường này lúc nào cũng toàn là có một cái mùi rất là đặc trưng, thúi lắm. Cái khu chợ rau muối này xưa thúi lắm cơ. Bà con bắt tưởng tượng mấy cái rau mà nó bị dập á, nó úng á, mà nó rớt trên đường này, nó dập nó rác, mấy chỗ ra đây có cái mùi cực kỳ luôn. Còn bên đó hồi xưa là giữa mía. Giữa mía bên kia là hãng thuốc lá Bát To đó. Con đường chúng ta đang đi là bến Trương Dương nha bà con. Hôm nay để thám nè. Hồi đó hẻm ba cái khu này hồi xưa cũng là một cái showroom xe hơi nè bà con. Bây giờ là Toyota. Ở đây là chợ Nga. Chợ Nga này ba mấy người quay phim cho bà con bác rồi nè.
Mình mới qua cái cầu Rạch Bần đó bà con, đường Huỳnh Văn Tiên. Ở đây là đường Trần Đình Xu nè. Ở đó là đường này là đường Phát Diệm. Hồi đó cái cầu kho ở đây nè à, hồi xưa dưới chân cầu kho này có hai cây bông gòn. Đây là trạm y tế phường cầu kho. Trạm y tế này cũng lâu lắm rồi nè. Đây là đường Nguyễn Cảnh Trân. Đây là hãng xác sĩ. Xác sĩ con cọp á. Trước mặt bà con bác đó là cầu Nguyễn Văn Cừ đó bà con. Hồi xưa không có. Hồi xưa ở đây có một cái bến đò, ta gọi là bến đò Năng Si. Ở đây có cái chợ Năng Si nè. Rồi xin kìa, xin tiền kìa. Rồi bà con bác thấy trước mặt bà con bác không? Hồi xưa có một cây cầu. Cây cầu đó người ta gọi là cầu Bà Đô. Tại vì bên trong đó bà con có một cái rạch. Rạch đó người ta gọi là rạch Bà Đô. Bây giờ cái rạch đó vẫn còn nha bà con. Cái rạch Bà Đô bây giờ vẫn còn đó. Nhìn qua bên đó đó, hồi đó bà con bác sẽ thấy, hồi đó chưa có cái cầu này đâu, thì bà con bác sẽ thấy có một cái nhà đèn, người ta gọi là nhà đèn chợ quán. Cái khu vực đó xưa là quan trọng lắm đó nha vậy, cung cấp điện cho đô thành Sài Gòn với các vùng lân cận luôn á. Đó, cái cầu Bà Đô xưa ở đây nè bà con. Đó, toàn bộ bên tay phải ba mươi gò đây hồi xưa là nhà đèn chợ quán, bây giờ giao về cho lực lượng thanh niên xung phong nha bà con. Đó, bà con bác thấy đây có một cái đền kỷ niệm này nè. Tối quá bằng rộn thấy không phải là kỷ niệm mà cái gì, một cái cột mốc mà đánh dấu là nhà đèn chợ quán là toàn bộ khu này nè bà con. Đó, bây giờ giao về cho lực lượng thanh niên xung phong nè. À, mình qua bên đây hồi đó là bây giờ hết bến Trương Dương rồi nha bà con. Qua bên đây người ta gọi là bến Hàm Tử. Cầu này là cầu chữ Y nè. À, cầu chữ Y nổi tiếng một thời nè. À. Mình tới đây là khu chợ quán rồi nha. Khu này bán mấy cái lavabo bằng cầu với gạch ngói nhiều. Đây
trường tiểu học Hàm Tử. Bên đây là có một cái bệnh viện chợ quán đó bà con, nhà thương chợ quán. Nổi tiếng nhất là đó, nhớ tới chợ quán là nhớ mấy người bị tâm thần. Đây, bệnh viện. À, còn đây là một cái góc bệnh viện tâm thần nè bà. Bên kia đó là chợ Hòa Bình đó bà con. Mình đi dạo một vòng chợ Hòa Bình ha bà con ha. Ủa chưa đèn đỏ. Thấy người ta chạy cái ba mày còn quên coi đèn đỏ, cái ba mày còn chạy theo. Đường xá Việt Nam giờ bà con thấy mở rộng ghê. Đây là chợ Hòa Bình nha bà con. Chợ Hòa Bình quận 5. Trời ơi coi kìa bà con, ngã đổ hết. Gió. Trời ơi bà con có bắt thấy chưa? Trời ơi cảnh tượng khủng khiếp chưa? Gió kìa. Đó. Bão tới rồi. Đó. Trời ơi bắt thấy ghê chưa? Khủng khiếp chưa? Ngay chợ Hòa Bình. Trời ơi. Một cơn gió qua thôi. À. Gió quá. Mọi người chạy ra ôm dù hết nha bà con. Khu này gió dữ quá. Rồi chúng ta đang đi trên con đường này, đường Bạch Vân nha bà con. Bên tay trái này hồi xưa là hãng kem đánh răng Hinot đó bà con. Không biết bà con có bác nào nhớ hồi xưa có coi trên đài truyền hình đó. Bà con có bác có nghe cái quảng cáo mà Hinot cha 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 không? Đúng không? Rồi thôi, quẹo tay trái, mình ra lại con đường này, đường An Bình. Con đường này là đường phong thủy nè bà con, đá phong thủy quá trời luôn. Bên tay phải này hồi xưa trước năm 75 là một cái bốt cảnh sát đặc biệt. À. Một cái chi nhánh của Boss Bảo Hòa ở trên quận 5 đó bà con. Rồi thôi ra tới đây rồi, gió quá.
Bye bye Michael, xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.